Lan Dương Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn yêu Lan trên toàn quốc có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ ạ. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của kênh Lan Dương Ngọc Bền. Hôm nay thay mặt kênh Lan Dương Ngọc Bền, em xin được giới thiệu báo giá các loại lan rừng mà kênh cơ sở Ngọc Bền hôm nay mới cập nhật ạ. Đầu tiên đó là mặt hàng Vanda hoa tím ạ. Vanda hoa tím hiện giờ đang là cái mùa xuống hoa rồi ạ. Đã qua mùa hoa rồi, hiện giờ các bạn mua về sẽ để chơi hoa vào mùa sau nhé. Hiện giờ do là hàng rừng nên là sẽ cái cây mà bên em lấy về đấy ạ, nó sẽ có cả cây to và cây nhỏ. Khi mà em gửi đi với hàng kg thì bên em sẽ có lấy cả cây to và cây nhỏ để cho các bạn về chia, và sẽ chia có thể là làm thành hai giỏ hoặc là trồng solo lẫn lộn luôn nhé. Với cái hàng rừng thì nhìn rất là khô như này, đấy là khô đều đẹp nhé các bạn. Đảm bảo khi mà gửi đến tay các bạn, nó sẽ lấy về ở đây sẽ các bạn sẽ cần phải xử lý qua cái thuốc kích rễ chẳng hạn, hay là xử lý dưỡng qua. Sau đó thì ghép lên giá thể, cây sẽ phục hồi rất là nhanh. Hàng rừng là như vậy đấy ạ. Còn trên đây là mặt hàng lan đuôi chuột ạ. Lan đuôi chuột hiện giờ bên em sẽ bán với mức giá là 150.000 đồng 1 kg nhé. Còn Vanda hoa tím là 500.000 đồng 1 kg ạ. Lan đuôi chuột này hiện giờ về các bạn có thể cấy với ghép với cái giá thể là dùng cái chậu, cấy lên chậu sứ, và giá thể ở đây có thể là vỏ thông ở mặt trên để một cái lớp rêu để giữ ẩm thì cây lan sẽ phát triển rất là tốt. Mình vừa chơi cả rễ cả lá luôn nhé. Đây này, cái mùa hoa của nó thì hiện giờ cũng vừa qua cái mùa hoa rồi, các bạn chơi hoa vào mùa sau. Hoa giống như cái tóc tiên bắc nhé các bạn. Cái rễ nó lên cũng rất là đẹp, mình chơi cả rễ cả lá và cả hoa luôn ạ. Tiếp đó bên cạnh đây là long tu xuân. Vâng, long tu xuân này hiện giờ ra hoa vào gọi là sau Tết nhé các bạn. Khi mà gửi đi có rất là nhiều bạn hỏi em là long tu xuân có ra hoa vào đúng Tết hay không, thì em xin trả lời là hiện giờ nó cũng tùy theo cái vùng khí hậu ấy. Nên là mà thông thường nó sẽ là ra hoa là sau Tết, gọi là gần giữa xuân là cuối xuân rồi nhé. Đây ạ, long tu xuân 200.000 đồng 1 kg ạ. Và bên đây là một cái mặt hàng mà rất là hot trong cái thời gian vừa qua, bên kênh cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền đã gửi đi cho các bạn rất là nhiều rồi ạ. Đó là mặt hàng lan trầm tím ạ. Đây là trầm tím Myanmar, khác với cái đợt lan trầm Lào trước bên em có gửi giao lưu với các bạn nhé. Trầm tím Myanmar này hiện giờ bên em bán với mức giá là 800.000 đồng ạ. Đảm bảo hàng khô đều đẹp luôn. Đang là vào mùa cái lan nghỉ, các bạn mua một cân về đảm bảo được 2 đến 3 giò rất là đẹp luôn ạ. Đây, rất là lợi cân luôn, khô đều đẹp và rất là nhẹ nữa. Đang là mùa nghỉ, đảm bảo gửi đi thì đến tay khách hàng còn y nguyên luôn, không lo bị lan bị hỏng. Bên cạnh đây, đó là mặt hàng lan trầm tím này, là mặt hàng lan trầm tím thanh lý nhé. Thanh lý với mức giá là 600.000 đồng 1 kg ạ. Vâng, trầm tím này thì có thể là những cái rề hoặc là những cái thân tơ của nó nhỏ hơn, hoặc là bị gãy cái thân tơ chẳng hạn, thì bên em bán với mức giá là 600.000 đồng. Các bác nhà vườn hoặc là bạn nào mà muốn lấy về làm giống thì lấy về rất là hợp lý luôn. Còn bên đây là hai phần Trần Tuấn nhé. Hai phần Trần Tuấn này bên em bán với mức giá là 200.000 đồng một phần ạ. Trên đây là Hoàng Thảo Lông Trắng. Hoàng Thảo Lông Trắng thì bên em đã bán từ hôm qua rồi, nên các bạn có một bạn đã giới thiệu cho các bạn rồi đấy ạ. Hoàng Thảo Lông Trắng với vẫn là giá là 550.000 đồng một kg. Đây, còn số lượng rất lớn luôn, đủ đáp ứng cho tất cả các bạn. Bên cạnh đây là bốn cái bảng tóc tiên bắc. Tóc tiên bắc bên em đã thuần về, các bạn chỉ việc treo lên và chơi thôi. Hiện giờ thì đã là cái mùa hoa, đến cuối mùa hoa rồi nên là hoa nó cũng có những cái cây là đã tàn hoa rồi đấy ạ. Các bạn chơi hoa vào mùa sau nhé. Hiện giờ em gửi đi thì không thể đảm bảo là cái mặt hoa còn đẹp đến tay các bạn được ạ. Đây ạ, tóc tiên bắc bảng đấy ạ, 120.000 một bảng này nhé. Bên cạnh đây đó là loại lan cầm cù ạ. Cái loại này, lan cẩm cù này nhé, thì hiện giờ là một loại lan mang ý nghĩa may mắn và yêu thương. Em sẽ lấy lên cho các bạn xem. Với những cái cây như thế này đã, thì bạn có thể lấy về để trồng xuống và nó sẽ vẫn phát triển, có thể trong vòng 1 năm thôi, lên cái dây rất là dài luôn. Loài lan này thích hợp để trồng chậu hoặc là để trồng treo cho nó rủ trên ban công đấy, để cho leo lên ban công. Hoa nở giống như một nửa quả bóng rất là to và đẹp luôn. Đây nhá. Và bên cạnh đây ạ, là mặt hàng trúc Phật Bà.
Vâng. Trúc Phật Bà hiện giờ bên em cũng chia ra làm hai phần nhé. Đây là Trúc Phật Bà Việt Nam đấy ạ. Đây là Trúc Phật Bà Việt Nam hàng đẹp, đang được bên em bán với mức giá hiện giờ là 600.000 đồng cho cái mặt hàng lan Trúc Phật Bà Việt Nam đẹp luôn ạ. Còn bên cạnh, đây là cái Trúc Phật Bà Thanh Lý hàng Việt Nam nhé. 400.000 đồng cho 1 kg, cái hàng Thanh Lý Trúc Phật Bà Việt Nam ạ. Trên đây là mặt hàng sóc tím nhé. Lan sóc tím bên em cũng bán được là từ hôm qua rồi. Cái sóc tím này hiện giờ bên em bán với mức giá là 150.000 đồng ạ. Hiện giờ ở đây có cả cái cây xanh và cây tím. Hôm qua bạn giới thiệu thì bạn cũng giới thiệu cho các bạn rồi đấy ạ. Cái tím này nó là do nắng ở rừng. Những cây nào mà có đủ nắng, đầy nắng đấy ạ, thì nó sẽ do màu tím. Còn những cây ở trong bóng râm thì mình sẽ có cái màu xanh này. Còn các bác lấy về thì các bác không lấy nắng nhé, bởi vì là cái nắng ở rừng thì nó khác với ở trên cái nắng bê tông thành phố rồi. Các bạn mà để ra treo nắng là có thể là sẽ lan sẽ héo luôn, chứ không phải tím đâu ạ. Tốt nhất là để trong râm mát và cây nó ra màu có xám, hơi xanh xanh và sẽ tím một chút thôi. Bên cạnh đây là mặt hàng Trúc Phật Bà Lào, hàng Thanh Lý ạ. Số lượng lớn nhé các bạn nhé. 200.000 đồng cho 1 kg Trúc Phật Bà hàng Thanh Lý của Lào. Có rất là nhiều bạn hỏi em là cái hàng Thanh Lý về trồng có lên không, cái Trúc Phật Bà này ấy. Thì em khẳng định luôn là giống bên em cung cấp về đây thì đảm bảo luôn. Đây, có những cây nó có thể là đã lên cả mầm ở cái gốc này rồi. Bởi vì nó lan Trúc Phật Bà này nó lên mầm ở gốc như này nhá các bạn. Còn các bạn trồng được thành công hay không thì đấy là do cái tiểu khí hậu ở nơi các cái vườn lan của bạn. Và thứ hai là nữa là do cái cách chăm sóc của người trồng có mát tay hay không. Em nói nôm na là như vậy. Vâng. Bên cạnh đây ạ, sẽ tiếp đến là cái mặt hàng lan Kiều Vàng ạ. Vâng, Kiều Vàng hôm nay bên em cũng về cái số lượng khá là nhiều nhá. Đấy, Kiều Vàng 160.000 đồng cho 1 kg Kiều Vàng. Hàng vừa mới đổ đến luôn, em còn chưa kịp cởi từng bó này ra. Nhưng các bạn yên tâm là hiện giờ với những cái cây lan mà em gửi đi cho khách hàng thì đều đã qua chọn lựa. Những cái dề nào mà bé quá chỉ có 1-2 cây thì tất nhiên không thể gửi được cho các bạn rồi. Còn những cái cây nào mà bị gãy ngọn chẳng hạn thì cũng sẽ phải việc loại bỏ ra. Đây là lan Kiều Vàng của ngày hôm nay nhé. 160.000 đồng cho 1 kg. Trên đây là phi điệp vàng. Thân rất là dài và to luôn nhé. Bác nào mà muốn lấy cái loại dài thì báo em, hoặc là loại nhỏ thì cũng báo luôn để em có thể là chọn lựa cho các bác. Phi điệp vàng là 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Còn đây là con chó kiểng nhà em nuôi. Nhà con này không bán nhé các bác. Cứ thấy người quay là nó chui ở dưới gần chân ạ. Vâng, bên đây là môi tua ạ. Tiếp đến là môi tua. Đây là môi tua của ngày hôm nay nhé. Hôm nay về thì cái số lượng hàng cũng không được nhiều. Môi tua cũng đều đang là rất mướt và đẹp luôn. Môi tua bên em bán với mức giá là 120.000 đồng 1 kg. Tiếp đến, đây là mặt hàng Trúc Phật Bà hàng Lào ạ. Trúc Phật Bà hàng Lào, đây là hàng đẹp nhé các bạn. 450.000 đồng cho 1 kg ạ. Đây, Trúc Phật Bà hàng Lào đấy ạ. Đây là cái Trúc Phật Bà hàng Lào nhé các bạn. Những cái loại 450.000 này đấy ạ, thì là cũng là hàng Lào và bên em đã qua chọn lựa rồi. Đảm bảo bao gãy ngọn cho các bạn. Nhận được hiện giờ có những cây mà có thể là nó chưa nảy cả cái mầm hoa nhá. Nên nhiều bạn nhận được thì bảo là sao không có nụ. Thì em, những cái nụ mà nó đã nảy ấy thì là có thể là nhìn thấy luôn. Nhưng có những cây mà hiện giờ cũng do cái tiểu khí hậu chẳng hạn ấy, do cái khí hậu của mỗi vùng miền thì nó có thể là lên chậm hay lên là lên sớm thôi. Rồi ạ. Bên cạnh đây là mặt hàng chuỗi ngọc ạ. Vâng, nắng quá nên là em sẽ quay thêm theo góc này cho các bạn. Chuỗi ngọc hôm nay bên em bán với mức giá là 160.000 đồng nhé. Vâng, đây là chuỗi ngọc, em sẽ cầm lên cho các bạn xem. Cũng rất là mướt luôn. Một khóm như này thì nó rơi khoảng tầm 2-3 lạng thôi. Nhưng mà cũng đủ lại một giỏ nhỏ xinh xinh rồi đúng không ạ? Vâng, đây là chuỗi ngọc 160.000 đồng cho 1 kg. Tiếp theo đó là mặt hàng lan đùi gà tròn ạ. Đùi gà tròn hôm nay về cũng rất là nhiều luôn. Đùi gà tròn hiện giờ hôm nay bên em bán với mức giá là 200.000 đồng 1 kg ạ. Đây là đùi gà tròn nhé các bạn. Đây, đùi gà tròn đây. Những dề như thế này, có nghĩa những khóm như thế này thì bên em sẽ gửi cho khách hàng. Còn những loại mà đã bị gãy ngọn hay là quá bé thì bên em cũng bỏ qua. Vâng, tiếp đến là u lồi.
U lồi thì hôm nay bên em có một lượng cũng không nhiều lắm ạ. Cái mặt hàng này cũng được rất là nhiều bạn quan tâm luôn, muốn lấy về để sưu tầm. U lồi hôm nay bên em bán với mức giá là 280.000 đồng 1 kg. Đây là u lồi nhé. Các bạn gỡ hàng xuống cũng chưa cởi cả dây ra luôn ạ. Hôm nay em dùng máy quay mini nên là không có thể zoom cận, hay là cái góc quay nó nhỏ quá nên em dùng tay cầm cho các bạn xem. Đây là u lồi của ngày hôm nay nhé, phiên ngày 2 tháng 12 2018 ạ. 280.000 đồng cho 1 cân u lồi. Bên cạnh đây là ngọc thạch 3 màu ạ. Ngọc thạch 3 màu, 200.000 đồng cho 1 kg nhé. Tiếp đến là kiều dẹt ạ. Mặt hàng kiều dẹt thì cái này có hàng gọi là hàng thủy tiên, bên các bác trong miền Nam gọi là thủy tiên ấy, còn bên em gọi là kiều. Thì cái mặt hàng này cũng rất là hiếm, bên em chỉ có một chút thôi. Kiều dẹt đấy ạ. Vâng, mặt hàng rất là hiếm luôn ạ. Chỉ còn có 3 bó này thôi. 600.000 đồng cho 1 kg kiều dẹt ạ. Đây, rất là mướt luôn nhé các bác. Dòng thủy tiên, dòng kiều này thì nó là cái dòng mà lan mà nó xuống lá ít nhất ạ. Hầu như là nếu chăm tốt thì lá nó cũng sẽ không rụng lắm đâu ạ. Tiếp theo đến là mặt hàng trúc mành ạ. Vâng, đây là lan trúc mành nhé các bác. Trúc mành hiện giờ thì bên em có bán theo từng bó nhỉ đấy ạ. Mỗi một bó như này thì là đủ một dề đẹp cho các bạn rồi. Một bó như này là 5 lạng nhé các bác. 150.000 cho một bó ạ. Còn bác nào nếu muốn lấy theo kg thì em bán 280 1 kg. 280.000 1 kg trúc mành, bán theo bó là 150.000. Tiếp theo đến là hoàng thảo tam bảo sắc ạ. Vâng, các bác khi đặt lan thì nhớ nhé, hôm nay là bên em không có cái ở đây là cái hoàng thảo thôi, dòng hoàng thảo tam bảo sắc thôi, không phải là giáng hương tam bảo sắc nhé. 250.000 đồng cho 1 kg hoàng thảo tam bảo sắc. Rồi. Tiếp đến là mặt hàng chồn ạ. Đây là mặt hàng chồn bắc. Chồn bắc hôm nay bên em vẫn bán với giá là 250.000 đồng cho cái loại đẹp này. Và cái cây nhỏ hay là còn gọi là cái cây thanh lý bên cạnh đây, 160.000 đồng cho 1 kg nhé. Cả hai loại đảm bảo giống đều tốt để có thể về các bạn trồng được ạ. Vấn đề ở đây là bạn nào thích lấy loại to hay loại nhỏ thôi. Đây là loại 250.000 đồng, còn bên cạnh đây là loại 160.000 đồng cho 1 kg. Kiều mỡ gà. Kiều mỡ gà hiện giờ bên em chỉ còn khoảng tầm 3 cân thôi. 250.000 đồng cho 1 kg kiều mỡ gà nhé. Kiều mỡ gà đấy ạ. Và bên đây là cái mặt hoàng thảo vôi. Vôi hôm nay bên em bán giao lưu với mức giá là 300.000 đồng 1 kg đấy ạ. Đây. Vôi thì một trong những cái mặt hàng lan mà bên em bán thường xuyên rồi nên không phải giới thiệu nhiều nữa. Tiếp đến là kim điệp xuân. 180.000 đồng cho 1 kg kim điệp xuân. Cũng hàng hôm nay mới về luôn, chưa kịp cả dỡ. Đây nhá. Kim điệp xuân này hiện giờ bạn nào lấy về thì có thể là ghép lên. Ngoài Bắc thì ghép lên cái khúc gỗ nhãn, lấy giá thể là gỗ nhãn, còn trong miền Nam thì có thể lên cái cây vũ sữa là phát triển tốt nhất ạ. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan rừng mà bên kênh cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền mới cập nhật ạ. Các bạn đặt hàng xin liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0984754102 để đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau ạ.